Đây là chiếc vali mà mình nghĩ là anh chị em mà làm nghề healer về chuông á, rất là cần. Sẵn tiện là sáng mai mình bay Hà Nội rồi. Thì cái cách đầu tiên là chuẩn bị là những cái bao xốp nè. Đầu tiên không thể thiếu nữa. Thì tấm trải thảm này xếp lại cho vào vali. Đầu tiên là mình cứ để vào chừa cho hai bên. Cách bảo vệ tối tân luôn á anh chị em. Chỗ nào mình còn chống cái chêm vào cho nó giữ cái cứng cái chuông lại. Rồi như vậy là xong. Đậy nắp lại thôi. Rồi. Quá tiền. Mình có thể di chuyển được thoải mái và đẩy. Nó vào sân bay mà mệt quá thì mình ngồi lên. Tiện lắm anh chị em. Cứ thế mà mình đẩy thôi. Quá nhẹ nhàng.